Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng VRP trên router MikroTik để dự phòng về gateway cho hệ thống mạng trong trường hợp các bạn có hai router và muốn chạy backup. Router MikroTik không hỗ trợ các cơ chế HA, do vậy khi các bạn có hai router và muốn sử dụng hai router này hoạt động dự phòng thì chúng ta sẽ cấu hình VRP. Ví dụ với mô hình đơn giản này, mình đang có hai router Mikrotik, mạng lan bên dưới sẽ bao gồm hai VLAN. Do VIP chỉ dự phòng với phần gateway bên dưới mạng lan, nên các router Mikrotik các bạn cần phải có đường internet riêng biệt để cung cấp kết nối internet. Phần kết nối PPPoE và NAT trên hai router thì các bạn cấu hình như bình thường, giống như các router chạy độc lập, nghĩa là mỗi router sẽ cần một đường WAN riêng biệt và các cấu hình như quay PPPoE, default Route và NAT rule. Về phần mạng LAN thì chúng ta sẽ quy hoạch tương tự như VIP trên các hãng khác. Router Mikrotik 1 mình sẽ đặt IP là .2, còn Mikrotik 2 mình sẽ đặt IP .3 cho cả hai VLAN. IP .1 sẽ là virtual IP của VIP và IP này sẽ là IP gateway cho các thiết bị trong mạng. Trong VIP thì các router sẽ có hai role là active và backup hoặc master và slave tùy hãng nên chúng ta gọi thế nào cũng được chỉ có router master mới xử lý dữ liệu, còn router backup sẽ không xử lý dữ liệu. Do vậy, nếu các bạn chỉ có một LAN duy nhất thì chỉ có một router hoạt động tại một thời điểm. Đối với mô hình có nhiều VLAN thì các bạn có thể chia tải cho các router dựa trên VLAN. Ví dụ mô hình này thì mình sẽ cấu hình router MikroTik 1 là master cho VLAN 10, còn MikroTik 2 sẽ là master cho VLAN 20. Khi đó người dùng thuộc VLAN 10 sẽ đi ra internet bằng router 1, còn VLAN 20 sẽ đi ra internet bằng router 2. Trường hợp một trong hai router bị lỗi thì cả hai VLAN sẽ sử dụng router còn lại. Đây là một cách để các bạn có thể sử dụng cả hai router đồng thời. Nói chung là tùy nhu cầu thôi, các bạn có thể chia tải hoặc chỉ sử dụng một router tại một thời điểm đều được. Trong video này thì mình sẽ chia tải trên hai router. Trong mô hình này thì cấu hình trên switch cũng giống như trường hợp các bạn chỉ có một router thôi. Các cổng nối giữa switch và router sẽ là cổng trunking, còn cổng nối xuống end device sẽ là cổng access VLAN tương ứng. Trên hai router thì mình đã cấu hình phần WAN và NAT để router có thể ra được Internet. Mình chỉ hướng dẫn cấu hình phần mạng LAN bên dưới liên quan đến VIP. Đầu tiên, mình sẽ tạo hai VLAN trên cổng 2 và đặt IP cho các VLAN này theo thiết kế. Phần này tương tự như với router hoạt động độc lập nên mình sẽ làm nhanh. Các bạn vào menu Interface chuyển sang tab VLAN. Nhấn dấu cộng và tạo VLAN. VLAN ID là 10. Interface chọn cổng 2. Tương tự với VLAN 20. Sau khi tạo xong VLAN thì các bạn cấu hình IP cho các VLAN này. Các bạn vào menu IP, address. Nhấn dấu cộng để thêm mới. Cấu hình IP 192.168.10.2/24 cho VLAN 10. Tương tự với VLAN 20. tương tự mình sẽ cấu hình trên MikroTik 2. Trên MikroTik 2 thì chúng ta cũng cấu hình tương tự chỉ khác phần IP cho VLAN sẽ là IP.3 Sau khi cấu hình xong VLAN và IP cho VLAN thì chúng ta sẽ cấu hình VIP cho hai VLAN này. Trong menu interface các bạn chuyển sang tab VIP. Nhấn dấu cộng để thêm mới. Đầu tiên mình sẽ cấu hình VIP cho VLAN 10 nên nên mình sẽ đặt là VARP trừ vlan 10 Chuyển sang tab VIP. Interface chọn về LAN 10. VID là VIP ID. các bạn sử dụng ID nào cũng được, từ 1 đến 255, miễn sao là Vid trên cả hai router giống nhau là được. Thông thường thì chúng ta hay đặt theo VLAN ID để dễ nhớ. VIP cho VLAN 10 thì mình sẽ sử dụng VIID 10. Chỉ số Priority sẽ quyết định router nào sẽ là Master. Router nào có Priority cao hơn sẽ là Master. Nên các bạn sẽ cấu hình theo quy hoạch của mình. Trong mô hình của mình thì MikroTik 1 sẽ là master cho VLAN 10 nên mình sẽ cấu hình priority là 200. Tùy chọn prison mode này là tính năng chiếm lại quyền master. Ví dụ vì một lý do nào đó mà MikroTik 2 lên làm master cho VLAN 10 thì khi MikroTik hoạt động bình thường trở lại, nó sẽ đòi lại quyền master của VLAN 10 và tiếp tục xử lý dữ liệu. Trong trường hợp các bạn bỏ tích tùy chọn này thì Mikrotik 2 sẽ vẫn là master cho đến khi nó bị lỗi, không quan trọng việc Mikrotik 1 còn hoạt động bình thường hay không. Các bạn có thể bật tắt tùy nhu cầu. Ngoài ra thì các bạn có thể cấu hình thêm phần xác thực. Nếu các bạn cấu hình xác thực thì password trên hai router phải giống nhau thì hai router mới thiết lập VIP được. Password thì chỉ hỗ trợ VIP version 2 nên các bạn sẽ cần chuyển về VIP version 2. Password simple thì các bạn chỉ được nhập dưới sau ký tự. Còn nếu sử dụng password phức tạp thì các bạn sẽ chọn là AH. Nhấn Apply và OK để tạo. Tương tự mình sẽ cấu hình VIP cho VLAN 20. Interface chọn VLAN 20. Và ID mình sẽ sử dụng ID 20. VLAN 20 mình sẽ cấu hình MikroTik 2 là master, do vậy priority trên MikroTik 1 mình sẽ để mặc định là 100. Sau khi cấu hình xong via IP interface thì chúng ta sẽ đặt IP cho hai interface này. IP này sẽ là virtual IP của VLAN. Với VLAN 10 là 192.168.10.1-24, còn VLAN 20 là 192.168.20.1-24. Các bạn quay lại menu IP Address, nhấn dấu cộng để tạo mới. IP cho VLAN 10 sẽ là 192.168.10.1-24. Interface chọn IP VLAN 10 tương tự cho VLAN 20. Như vậy là xong VIP trên MikroTik 1, trên MikroTik 2 thì mình cũng cấu hình tương tự. Các bạn lưu ý via PID cho cùng một LAN trên hai router phải giống nhau nhé. Trên Mikrotik 1 mình đã cấu hình ID 10 cho bên LAN 10. Nên trên Mikrotik 2 mình cũng phải sử dụng ID 10. Via IP cho bên LAN 10 trên Mikrotik 2 sẽ là backup. Do vậy, priority mình sẽ để mặc định là 100. Do trên Mikrotik 1 mình đã cấu hình là 200. Orton cũng phải giống như trên Mikrotik 1. Microtik 2 sẽ là master cho Vlan 20 nên mình sẽ cấu hình priority là 200. Sau đó cấu hình IP cho hai VIP interface này. IP này là virtual IP nên sẽ cần giống nhau trên cả hai router. Sau khi cấu hình xong thì các bạn có thể kiểm tra trạng thái trong tab VIP. Router nào có ký hiệu RM thì sẽ là master cho VLAN tương ứng. Còn chữ B nghĩa là backup. Với MikroTik 1 thì VLAN 10 có priority cao hơn nên nó đang là master cho VLAN 10, còn VLAN 20 sẽ là backup. Khi đó trong menu address các bạn sẽ thấy IP thuộc VLAN 20 sẽ hiển thị màu đỏ, nghĩa là đang inactive. Còn MikroTik 2 thì ngược lại, mỗi router sẽ sử dụng một IP cho VLAN đang active tương ứng thôi. Cuối cùng, chúng ta sẽ cần cấu hình DHCP server để cấp IP cho người dùng mạng LAN bên dưới. Các bạn vào menu IP DHCP server. Chọn DHCP setup. DHCP server interface chọn VAP interface cho VLAN 10. Các bạn chỉ cần đảm bảo gateway của network là virtual IP 192.168.10.1 là được, còn các phần khác thì các bạn cấu hình như bình thường. lặp lại với VLAN 20. Trong một thời điểm cũng chỉ có một DHCP được active tương tự như IP. Tương tự với MikroTik 2, chúng ta cũng tạo hai DHCP pool tương tự. Router nào là master cho VLAN nào thì sẽ sử dụng pool tương ứng để cấp IP cho client. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng Trust trên máy tính để kiểm tra xem IP Gateway thực đang sử dụng cho mỗi VLAN. Mình đang dùng máy ảo nên thỉnh thoảng vẫn sẽ hiển thị với số IP chứ không phải IP thật trên mỗi router. PC thuộc VLAN 20 đang nhận gateway là MikroTik 2. Còn PC thuộc VLAN 10 đang nhận gateway là MikroTik 1 đúng theo cấu hình. Khi cả hai router cùng hoạt động thì mỗi VLAN sẽ đi qua một router riêng biệt nên chúng ta có thể sử dụng để chia tải trên hai router. Bây giờ mình sẽ tắt thử một trong hai router đi. ngay lập tức router còn lại sẽ trở thành master và xử lý lưu lượng của cả hai VLAN giúp chúng ta dự phòng và giảm đau tham cho hệ thống mạng. cả hai PC bận pin bình thường. Ok như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình VRRP trên router Mikrotik. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.